Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết. Tháng 6 âm lịch là thời điểm bà con trồng nhãn ở xã Khánh Hòa, An Giang bước vào những ngày thu hoạch rộ nhất. Không biết là thời tiết có ủng hộ cho bà con không chị Phương Ly? Vâng ạ, mến chào chị Thiên Nhi cùng với quý vị bà con. Nam Bộ đang trong giai đoạn gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên dự báo mưa sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa. Ít nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch của bà con. Nhiều năm qua thì giống nhãn xuồng của xã Khánh Hòa, tỉnh An Giang trở thành cái tên quen thuộc vì nhãn trồng tại vùng đất này có vị ngon đặc trưng, cơm dày, ráo, hạt nhỏ rất được yêu thích. Chỉ cần giới thiệu là nhãn xuồng Khánh Hòa thì nhiều người sẽ mua ngay mà không cần phải thử. Về thời tiết dự báo 7 ngày tới ở tỉnh An Giang thì nhìn chung bà con vẫn có nhiều thời gian trong ngày để thu hoạch nhãn. Cụ thể là từ ngày mai cho đến thứ 7 của tuần sau, khoảng thời gian nắng ráo trong ngày đều kéo dài từ 7-8 giờ sáng cho đến 3-4 giờ chiều. Nắng không mạnh nên nhiệt độ trong ngày rất dễ chịu, sẽ phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Từ 4 giờ chiều trở đi thì nắng sẽ tắt dần, mây nhiều lên, sau đó đến tối muộn, khả năng cao sẽ có mưa dông. Lưu ý là có thời điểm mưa to. Thu hoạch nhãn thì bà con chú ý, chúng ta không cắt trụi hết cành lá, vì nếu cắt cuống quá dài sẽ ảnh hưởng đến các bầm ngũ phía dưới chùm quả, làm mất khả năng nảy lọc cho vụ sau. Khi thu hái chùm quả thì chú ý không để cành bị xước. Nếu chưa đem bán kịp thì nên rải quả thành lớp mỏng, không nên xếp quả thành đống, bởi vì hơi nước sẽ khiến cho nhãn nhanh bị hư hỏng. Không chỉ An Giang mà nhiều nơi khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ở trong 10 ngày tới thì cũng sẽ có mưa về chiều muộn. Trong đó trong đêm nay và chiều tối mai của 2 ngày tới sẽ có mưa vừa, mưa to. Cục bộ sẽ có nơi mưa rất to kèm theo dông. Còn giai đoạn từ ngày 25 cho đến ngày 31 tháng 7, số điểm mưa vừa, mưa to chỉ xảy ra ở cục bộ, chủ yếu là những cơn mưa rào nhẹ, rải rác.